Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bắp cải cuộn tôm thịt. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Đây là một số nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ nói kỹ trong quá trình làm sao. Mình chuẩn bị khoảng 4 cái nấm đông cô. Nấm này mình đã ngâm mềm với nước ấm, sau đó rửa sạch và cắt bỏ chân nấm, rồi cắt nhỏ ra như thế này. Mình cũng chuẩn bị khoảng vài cái nấm mèo và làm tương tự như nấm đông cô vậy. Mình cũng cắt nhỏ một ít đầu hành. Mình chuẩn bị một cái củ cải đỏ, mình lấy một ít và bào mỏng như thế này. Phần củ cải còn lại mình sẽ sắc mỏng. Sau đó mình sẽ dùng một cái đồ chấn và mình chấn thành những bông hoa để trang trí. Đây là 100g tôm. Cái phần tôm này sau khi mình đã làm sạch và bỏ vỏ thì còn lại là 100g. Mình cho tôm vào trong cối. Mình cũng cho 100g giò sống vào chung với tôm. Mình cũng xay nhuyễn phần giò sống và tôm. Mình cho vào đây một tí xíu muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình cho đầu hành vào đây. Cho vào đây tí xíu tỏi và hành tím băm nhuyễn. Một tí gừng mình đã cắt nhỏ. Cho vào đây tí xíu tỏi và hành tím phi vàng. Mình chỉ cho tỏi và hành tím phi mà không có lấy dầu. Cho nấm mèo và nấm đông cô cắt nhỏ vào chung. Cho củ cải đỏ bào mỏng vào. Cho vào đây một ít tiêu. Mình sẽ trộn đều. Mình cũng cho 1 muỗng canh nước tương vào chung. Mình cũng cho vào đây 1 muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng đều được. Mình trộn thật đều phần thịt này. Mình cho phần thịt mà mình vừa trộn đều vào trong một cái túi. Và mình nhồi khoảng chừng 5-7 phút là thịt sẽ rất là dai. Sau đó mình sẽ cho phần thịt vừa nhồi ra cái tô. Và mình để cho thịt thấm gia vị khoảng 30 phút là được. Mình sử dụng cái bắp cải này là bắp cải tim để nó được giòn và ngọt. Mình sẽ lấy cái cùi của bắp cải ra nha các bạn. Mình nấu một ít nước và khi nước nó hơi lên tim như thế này thì mình sẽ cho hành lá vào. Mình trụng sơ một tí, không để hành quá lâu. Đó, mình sẽ vớt hành ra và cho vào thau nước lạnh. Rồi vớt hành ra ngay.
Khi nước nó sôi thì mình sẽ cho bắp cải vào. Mình trụng sơ để cho các cái lớp lá bắp cải nó tách ra là được. Mình cũng vớt bắp cải ra và cho vào trong thau nước lạnh. Sau đó mình sẽ vớt các lá bắp cải ra và để cho nó ráo nước là được. Những cái lá hành mà nó hơi dày thì mình dùng tăm để mình tách đôi ra cho nó mỏng. Mình luộc cái lá bắp cải như thế này thì cái lá nó sẽ nguyên là các bạn, nó không có bị rách. Mình gói thịt vào nó rất là dễ. Cái phần cọng của lá bắp cải thì mình sẽ thái bớt đi, mình bỏ. Để nó mỏng mình dễ gói thịt vào. Thịt này mình đã ướp được 30 phút. Mình cho lá bắp cải lên trên cái mâm. Cho một ít thịt vào. Sau đó mình sẽ cuộn lá bắp cải lại như thế này. Mình cho một bông hoa cà rốt lên trên. Dùng hành lá cột chặt lại là được. Nước sôi thì mình sẽ hấp phần bắp cải này. Thông thường mình hấp khoảng 10 đến 12 phút là bắp cải sẽ chín. Sau khi hấp bắp cải được khoảng 12 phút, mình sẽ tắt lửa. Mình cho 1/2 muỗng cà phê bột năng vào trong cái chén. Sau đó cho thêm một tí nước rồi khuấy cho thật là đều. Chảo nóng, mình cho một ít dầu ăn vào trong chảo. Cho tỏi và hành tím băm nhỏ vào chung. Mình cho một ít hành tây cắt nhỏ vào chung. Rồi xào cho đến khi hành tây thơm là được. Cho một muỗng canh nước tương vào. Cho một tí bột nêm. Cho một muỗng canh đường vào trong chảo. Mình cho cái nước mà mình hấp bắp cải vào chung và nấu cho nó sôi. Cho một muỗng canh dầu hào vào chung. Cho phần bột năng mà mình đã quậy chung với nước vào. Cho một ít ớt sắc sợi vào chung. Và cái ớt này là ớt không có cay. Sau đó mình sẽ tắt lửa. Mình cho phần nước sốt này vào chung với bắp cải. Chúc anh chị em và các bạn làm được một món ăn thật đơn giản và thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.